Xin chào cả nhà yêu thương. Sau đây xin mời cả nhà mình lắng nghe một vài mẫu chuyện cười ngắn. Hy vọng cả nhà sẽ có những giây phút thư giãn và nụ cười sảng khoái nhé. Câu chuyện Diêm Vương thèm ăn thịt. Trên giường thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: "Nỗi oan ức của nhà ngươi như thế nào? Hãy nói rõ đầu đuôi." "Dạ, họ bắt tôi làm thịt." "Được rồi, hãy khai rõ ràng, họ làm thịt như thế nào?" "Dạ, trước hết họ trói tôi lại, đè ngửa ra chọc tiết. Xong họ đổ nước sôi lên mình tôi cạo lông." "Rồi sao nữa?" "Cạo sạch rồi, họ mổ ra, thịt tôi xẻ ra từng mảnh, chặt nhỏ bỏ vào rổ. Rồi thì họ bắt chảo, đổ mỡ vào, phi hành cho thơm, thêm muối mắm lên xào." "Thôi thôi, đừng có nói nữa, tao thèm." Câu chuyện đi tù phải tội. Ngày xưa có một ông sư và con đĩ chết xuống âm phủ. Vua Diêm Vương đem gà trà hỏi: "Nếu ai không có tội thì tha, lại cho hóa kiếp làm người. Nếu ai có tội, bắt bỏ ngục hoặc bắt đầu thai làm súc vật." Khi Diêm Vương hỏi thì đĩ tâu: "Lúc tôi còn sống, tôi chỉ mua vui cho người ta, ai buồn bực điều gì, đến tôi thì quên hết." Hỏi ông sư, ông tâu: "Lúc tôi còn sống, tôi chỉ cứu nhân độ thế. Hễ ai mà ốm đau, tôi làm chay tụng niệm cho họ khỏi chết." Vua Diêm Vương phán: "À, cái thằng này là của không vừa, chỉ ăn không có nói, dối trên lừa dưới. Ai đến số chết thì ta mới sai quỷ sứ đi bắt. Thế mà nó dám cầu nguyện cho họ khỏi chết, cưỡng lại mệnh ta, khoe khoang với người đời, rồi lên mặt cứu nhân độ thế. Quỷ sứ đâu? Đem giam nó vào ngục, rồi sau này hãy cho làm kiếp chó." Và chỉ vào con đĩ: "Còn con kia chỉ mua vui cho người ta, xét ra không có tội gì, nên cho lên làm kiếp người." Ông sư tức quá phàn nàn: "Đi tu thì phải tội, mà làm đĩ thì được phúc." Câu chuyện bẩm chó cả. Nhà nho nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất là khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi. Trong số đó, có mấy bạn đồng song thở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết. Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa: "Chả là mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt, xin các ngài chiếu cố cho." Các quan cầm đũa gấp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: "Đây là đĩa gì đây? Kia là bát gì?" Nhà nho thong thả nói: "Đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả." Câu chuyện xin đại vương định lại cho một đêm. Ngày nọ, quỷ sứ bắt ba hồn trên dương gian về nộp cho Diêm Vương. Diêm Vương phán hỏi: "Chúng bay khi còn sống làm nghề gì?" Hồn tên trộm tâu: "Tôi nghèo lắm, không có của mà bố thí, nên phải thí công. Đêm nào cũng phải chạy đi xem nhà ai bỏ quên cái gì, thì đem cất giấu cho họ." Diêm Vương liền khen: "Ngươi chịu khó ở đời, cho người đầu thai làm quan lớn." Hỏi hồn gái đĩ, nó cũng tâu: "Tôi từ nhỏ đến lớn không có chồng, nhưng tính lại thương những người đàn ông hóa bùa, ai mà đến tôi cũng tiếp đãi như là chồng." Diêm Vương khen: "Ngươi thật có lòng nhân đức, cho ngươi đầu thai làm bà lớn." Diêm Vương hỏi đến hồn thầy thuốc, thì hồn thầy thuốc bảo: "Tôi thì không có lòng nhân đức như hai cái hồn kia,
Chỉ biết rằng trên đời dương thế, ta cứu chữa được nhiều người khỏi bệnh. Diêm Vương nổi giận mắng. Vậy ra, ta sai quỷ vô thường lên dương gian bắt hồn về, thì chính mi đã cản lại lệnh ta, đem bỏ vạt dầu cho ta. Hồn thầy thuốc quỳ lại, vừa khóc vừa tâu. Xin đại vương định lại cho tôi một đêm, để tôi về mách con trai tôi đi ăn trộm, con gái tôi đi làm đĩ, chứ làm chuyện phúc đức mà bị bỏ vô vạt dầu thì khổ thân. Câu chuyện mất trộm bò. Một người vừa tậu được con bò, tối đi ngủ, anh ta chốt chuồng bò cẩn thận, rồi đặt cái chõng ngay lối ra vào mà nằm ngủ. Ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn dắt mắt con bò của anh ta. Sốt ruột, anh ta trình quan. Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi rồi. Quan nghe nói vô lý quá, bật cười. Con bò chứ có phải con chó con mèo đâu mà chui qua gầm chõng. Dạ bẩm quan, thế thì chúng nó dắt con bò của con chui lối nào? Sáng dậy cái chõng con nằm vẫn y nguyên ở cái chỗ chắn lối ra vào kia mà. Đồ ngu, mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm sang một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ. Người kia vỡ lẽ nói. À thế ra quan thông đồng với bọn trộm nên mới tỏ tường được như thế chứ. Câu chuyện quan lớn mua vàng. Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ. Một hôm quan nọ vừa đến nhận chức, bảo hiệu bán vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp mới bẩm. Vàng mỗi lạng giá 60 đồng, xong quan lớn thì trả một nửa cũng được. Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại. Nên khi quan vào trong nhà, anh ta vẫn đứng đấy để đợi trả tiền. Hồi lâu, quan ra thấy vậy mới hỏi. Mua bán xong rồi, còn đứng đấy làm gì? Chủ hiệu vàng đáp. Con chờ quan lớn trả tiền cho con. Trả tiền rồi còn đòi gì nữa? Hai lạng, quan trả một lạng, quan lấy một lạng. Nhà ngươi thật là... Nhà ngươi bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một trả lại một. Chẳng phải ta trả một nửa còn gì.